Tiếp theo chương trình The Pro of Việt Nam, ngày đẹp nhất Việt Nam. Chúng tôi mời tất cả quý vị cùng theo dõi một video clip chương trình trình diễn thời trang đặc biệt tại Hoa Kỳ.
Để kết thúc chương trình The Pearl of Vietnam, Ngày đẹp nhất Việt Nam do hệ thống gia đình VBS thực hiện. And Chris một lần nữa xin chân thành cảm tạ tất cả quý vị đã theo dõi chương trình và ủng hộ cho chương trình trong suốt nhiều năm qua. Không quên mời tất cả các Miss, các Hoa hậu, người đẹp hãy gửi tất cả những video clip, thông tin hình ảnh của mình về hệ thống truyền hình VBS. Chúng tôi sẽ lần lượt trình chiếu. Và cũng không quên cảm ơn tất cả các nhà bảo trợ cho chương trình. Trước khi dứt lời, And Chris một lần nữa xin kính chúc tất cả quý vị được một ngày bình an, hạnh phúc, thành công thật nhiều trên mọi lĩnh vực. And Chris trân trọng. Good job.